Đây là đường phố Cửa Ông, mời các bạn cùng mình là trải nghiệm đường phố Cửa Ông trong những ngày cách ly toàn xã hội các bạn nhé. Hôm nay là ngày 2 tháng 4. Ở Quảng Ninh thì người ta đã cấm từ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4. Tất cả các loại xe vận tải hành khách và xe taxi chở khách đều bị cấm hết các bạn. Vì vậy trên đường phố trở nên rất là vắng vẻ. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi từ Cửa Ông này vào đến phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả các bạn nhé. À, xin mời các bạn. Đoạn này sẽ trái là ra đền Cửa Ông các bạn. Và kế đến là công ty tuyển than Cửa Ông. Hiện tại bây giờ đang là lúc 11:40, tầm buổi trưa các bạn, trời cũng khá nắng, đường rất là vắng vẻ, hầu như rất ít xe. Ngày thường trước đây thì nhiều xe buýt lắm, đây có cái xe buýt người ta đỗ đây chứ không chạy đâu. Bình thường là cứ 20 phút có một chuyến xe buýt, còn các xe đường dài thì nhiều vô kể. Nhưng ngày hôm nay các bạn thấy trên đường hầu như không có xe, chỉ có xe con và thỉnh thoảng gặp những xe tải nhỏ. Đường phố vắng vẻ yên tĩnh, tâm nhìn cảm giác nó sạch và đẹp hơn nhiều ngày thường. Chỗ này sẽ phải là đường tránh ra Mông Dương đi Móng Cái. Chỗ này là nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả các bạn. Bên tay trái đường. Trước mặt thì là trạm thu phí Cửa Ông, thuộc phường Cửa Ông. Đoạn này giáp với phường Cẩm Thịnh, tức là cổng 7 đấy các bạn. Đoạn nữa thì sẽ hết phường Cửa Ông. Đoạn này nó hết phường Cửa Ông và sang phường Cẩm Thịnh các bạn. Chỗ này là bệnh viện Cọc 7, bệnh viện Đa khoa Cọc 7, thuộc phường Cẩm Thịnh, chỗ Cẩm Phả. Ta cứ thẳng con đường này đi qua Cẩm Thịnh, qua Cẩm Phú, qua Cẩm Sơn, đến Cẩm Đông và đến Cẩm Phả các bạn ạ. Các bạn cùng khám phá và để ý xem nó có cái gì khác với ngày thường các bạn nhé.
Bên tay phải đường là nhà máy cơ khí Vườn Cam các bạn. Trước ở đấy có Vườn Cam và sau là người ta làm cái nhà máy, nó gọi là nhà máy cơ khí Vườn Cam. Còn bây giờ đổi tên, nó gọi tên cũ rồi các bạn, dễ nhớ hơn. Trên đường mà nó là rất là vắng, người đi bộ hầu như rất ít. Chỗ này là ngã ba Cọc Sáu, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. Khu vực này ngày thường ấy là người ta đi lại rất là đông vì nó gần chợ Cọc Sáu các bạn. Nhưng ngày này các bạn thấy không? Rất là vắng. Thế biết là mọi người rất là nghiêm túc thực hiện cái lệnh cách ly toàn xã hội. Đây là chỗ chợ Cọc Sáu, phường Cẩm Phú. Vắng tay không có người. Ta đi đang đi trên cái cầu vượt Cọc Sáu ạ. Cái cầu vượt ở bên dưới là có đường tàu chở than ra ngoài tuyển than Cửa Ông. Người ta làm cầu vượt này. Khu vực này là phường Cẩm Phú. Trước mặt kia trạm thu phí Cao Sơn, phường Cẩm Sơn đó các bạn. Đến đây phường Cẩm Phú hết rồi, nó sang phường Cẩm Sơn. Chỗ này gọi là cầu Năm, phường Cẩm Sơn. Đường phố rất là sạch sẽ, vắng người, yên tĩnh. Hầu như không thấy người đi bộ là không hẳn vắng các bạn. Và xe khách thì đặc biệt là không. Taxi không thấy có. Đây bây giờ người ta gọi là phường Cẩm Sơn. Ngày xưa quen gọi là khu Cao Sơn, bây giờ gọi là phường Cẩm Sơn. Trên đường đi hầu hết là vắng vẻ, không có người đi bộ, không có xe chở khách. Chỗ này là Cọc Ba thuộc phường Cẩm Sơn. Con đường cảm thấy rộng thoáng hơn, sạch hơn và đẹp hơn ngày thường và các bạn. Ta đang đi trên phường Cẩm Sơn, ta sắp sang phường Cẩm Đông. Bên tay trái là tòa nhà văn phòng của công ty Than Thống Nhất. Sang đến khu vực này thì thuộc phường Cẩm Đông các bạn. Ngã tư bến tàu phường Cẩm Đông. Chỗ này là vòng quay Bùng Binh. Bên tay trái là chợ Cẩm Đông các bạn. Tôi thấy là các bạn cùng tôi đi từ phường Cửa Ông qua phường Cẩm Thịnh rồi đến qua Cẩm Phú, qua Cẩm Sơn rồi đến Cẩm Đông, còn thành phố Cẩm Phả. Và đó là trên đường cả hành trình dài, như các bạn thấy đó, người ta chấp hành rất là nghiêm túc cái lệnh cách ly toàn xã hội. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của mình nha. Quý vị các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho người cùng xem các bạn nhé. Xin chào các bạn.